Để 1 ký này đi anh. 1 ký này xong rồi cắt làm 3 đi. Ba. Cho em tí nước chấm. Chị em cho em tí nước chấm. Kìa qua bên gái chị kìa, lấy giùm nước chấm rồi gái ơi, cho chia cho bớt đi. Nước chấm chương. À cái này. Cái này 1 ký chị ba. Cả nhà Ngọc Vơ cũng đi vòng vòng Sài Gòn nãy giờ cả nhà, xong rồi cái vừa đi làm xong cái mình cũng sẽ quay chia sẻ với cả nhà nha. Đây là quầy heo quay Kim Mai như cả nhà, rất là nổi tiếng luôn mà rất là nhiều bạn quay, nhưng mà bây giờ thì Ngọc mới có cơ hội là quay cái chỗ mới của heo quay Kim Mai. Ở địa chỉ thì để tí xíu Ngọc nhắc, à số 189 của đường Phạm Phú Thứ, phường Tân Quận 6 nha. Hôm nay là ngày thần tài luôn nha cả nhà. Có bán heo quay các loại luôn cho cả nhà, và có bán bánh mì heo quay luôn nha, bạn bán ổ bình thường như vậy luôn nha cả nhà.
Bình Tiên nha cả nhà. Nó khỏi chặt, nó để cho.
Chỉ cả nhà nha, heo quay Kim Mai ở số 189 của đường Phạm Hữu Thuấn.
phường Tư quận 6 rất là sơn tủi vậy cả nhà. Lại đây cả nhà có thể là tự chọn. Đâu rồi? Đó, cứ gấp 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 đưa miếng thịt chị sẽ chặt cho mình nha. Đây đây đây. Đây đây đây. Vậy luôn. Vẫn mãi cho đòn luôn á, vẫn mãi.